Ở đây là ông với bà đây hả chị? Ừ. Ồ, cái bàn thờ này cô bác của anh chị. Mà cái sinh hoạt hàng ngày mà bước ra sao tắm rửa ở đây rồi thay đồ đâu ta? Thì bỏ vậy đỡ tắm giấc tối, không có tắm ban ngày đâu. Cái gì? Tắm giấc tối không mà, ban ngày có tắm được, tắm thì sao mà thay. Rồi hai mẹ con ngày tắm giấc tối luôn. Đỡ tối mới tắm. Nhà của chị mà khách sạn 2-3 sao đâu có lại. Ừ, đúng. Nhà của chị là thấy lên cỡ 1000 sao á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Huề, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và đây thì xã Tân Bình luôn không mấy ha? Xã Tân Bình luôn. Dạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và đây thì nơi đây là một cái cù lao nhỏ cô bác quý anh chị. Thì trên cái tuyến đường này nè là một cái tuyến đường giữa đồng khu dân cư á, tuyến đường tuyến dân cư mà những cái hộ dân trước đây thì người ta sạt lở nhà nước cấp ở đây. Thì theo được hướng dẫn của ông Bảy là người hàng xóm mà trước đây có cất nhà cho ông Năm thì giới thiệu qua đây. Hôm nay thì Bùi Hồ đến đây để mà quay tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình này cô bác quý anh chị xem. Nhà mình chị, dạ em chào chị ha. Chào con. Chị năm nay chị nhiêu tuổi vậy chị? 37 rồi. Dạ, chị cho em cái này. Chị tên gì ha? Loan. Chị Loan hả? Ừ. Nhà mình ở đây là cắt bao lâu rồi chị? Cắt hồi đó chắc cũng cỡ 19 20 năm gì rồi. Dạ. Cắt hồi lúc ổng ba còn sống rồi. Ba mẹ của chị ha. Ừ. Rồi đất này là nhà nước cấp cho mình hả? Đất của nhà nước, khung cư của nhà nước mà. Cắt hồi đó bả và ổng nhà tình thương nè, mấy ổng cắt đó. Anh với chị là có mấy người con? Được ba đứa. Ba người con. Lớn nhất là bao nhiêu tuổi hả chị hơn? Lớn trước năm mấy. Nhiêu? Năm mươi mấy. Bà chị thứ hai năm mấy? Không, chị kìa, chị với lại anh kìa. Tôi không có anh, có ba chị em gái không à? Không, chị với chồng chị á. Ổng thôi lâu rồi. Ừ, thôi lâu rồi. Thôi lâu rồi, chị có... Chị với chồng chị có mấy người con? Được, có nhỏ này à. Là nhà này là hai, chỉ có hai mẹ con thôi. Hai mẹ con ở, ba mẹ con, thằng trai nữa mà đi làm ở Bạc Liêu rồi, tới tháng 5 mới về. Làm gì chị? Đi làm hồ. Làm hồ hả? Rồi... thu nhập của gia đình mình là từ cái người con trai đó hay sao? Thì nó mặn gì có nhiều gỡ gì không có thôi à. Chứ giờ mắt nhỏ đi học đâu có làm gì được đâu. Con học lớp mấy rồi gái? Học lớp 5. Chị qua đây ngồi gần bé đi để cho mít dễ thu vô. Con học lớp 5 hả? Chị đàng hoàng đó con. Rồi con tên gì? Con tên Ngân. Ngân hả? À? Năm nay là vậy là Ngân mười mấy tuổi rồi ta? 11 tuổi hả? Rồi thi chưa? Thi chưa. Ngân ở với mẹ ở nhà ở đó đây luôn ở đây hay sao? Ừ, hả? Ở nhà này thì mưa tột dột dữ không chị? Dột mưa là ướt hết trơn luôn, không có ngồi được. Rồi sao? Bữa đó chị sáu lại chơi mà mưa ướt hết trơn nguyên căn này là không có chỗ nào ngồi được. Ờ, che mũ cơ. Nhà mình có làm ruộng đất gì không? Không. Vậy hả? Rồi chị với anh thì... Thôi lâu, 7-8 năm. 8 năm. Rồi anh có trợ cấp gì không? Không. Không. Bà vậy là một mình chị rồi à, em kia là bao nhiêu tuổi rồi? Kia 39 tuổi. Con của chị kìa. À thằng kia là 22 tuổi. 22. Có gia đình chưa chị? Chưa. Chị có thể cho em đi ra ngoài sau, hướng dẫn em ra sau. Chị đi với em với. Ở đây là ông với bà đây hả chị? Ừ. Ồ, cái bàn thờ này cô bác của anh chị. Đó nó hư hết rồi. Rồi mỗi ngày là chị đi làm cái công việc gì ha? Có chị đi làm hồ đồ bảy bạ mà từ hôm về đây đỡ hoài. Chị đi làm hồ luôn hả? Đi làm hồ ở đây vòng vòng đây bị nó gì. Trời, sao không hái ớt gì mà đi làm hồ? Hái ớt tại vì lỡ cỡ mới về hôm Tết tới giờ đâu có làm được đó đâu. Rồi nữ làm hồ một ngày bao nhiêu tiền? Ngại có 100 mấy à cơ. Trời, của bác của anh chị nè, thấy nè. À đấy sập hết trơn hả? Này bước một cái gãy là sập nguyên cái vàng này luôn á. Rồi sao ở được hay bà trời. Bà vậy chứ không ở ở đâu. Rồi mưa gió rồi sao chị? Thì mưa gió thì ướt hết chứ sao. Em nói thật với chị á, thì em biết bước vô đây á, cái cảm giác em lo sợ cái chân mình nứt. Ơi, đó, thấy không? Cô bác của chị. Trời. Bước là nó sập, bước trên này nè. Ôi ơi, rồi tắm rửa sao? Thì đó, thì tắm thì ra đó tắm. Tắm ra ngoài đó tắm đó hả? Ừ. Ôi ơi. Sập hết trơn. Nhà chị là gọi là đêm ngủ mà thấy sao luôn á. Thấy sao, bằng đêm ngủ là thấy sao. Trời ơi, chị ở sống ở trong cái căn nhà mục nát thì lâu chưa?
Lâu rồi, tại vì chị đi làm không mà chị về đây rồi chị ở nhà luôn rồi mà ở cả tháng nay, ấy cỡ hồi Tết tới giờ cưng. Rồi bây giờ lúc mà chị đi làm thì ai lo nhang khói cho ông? Có con trai mà chị về đây ở rồi nó đi làm. À, hai người, hai mẹ con phải xoay chuyển qua. À đúng rồi, lúc mà chị đi làm ở chỗ khác, cũng chị đi làm hồ đó rồi nó nhà, nó lo cúng kiến quải bả rồi. Rồi tới nào chị về rồi nó đi làm. Nhưng mà con của chị chắc cũng ngoan ha. Nó không có nhậu nhẹt chứ cưng ơi, nó đi làm rồi cái nó về ăn rồi ngủ. Làm tháng được nhiêu chị? Thì nó làm ngày 200 ngoài gì đó không biết. Gỡ chị được nhiêu? Có lúc thì gỡ 500-700 triệu, không có thì thôi vậy à, chứ không có nhiều. Một tháng hả? Có cơ, 5-10 ngày, nhiều khi 1 tháng, 2 tháng không chừng. Mình có sổ hộ nghèo gì không chị? Có, hồi đó ông bà có sổ nghèo mà ông bà chết thì nó rút lại trời. Trời ơi. Nhà nước rút lại trời. Cô bác với anh chị thấy không, không biết thì hàng ngày chị tên gì ha? Tên Loan. Hàng ngày thì chị Loan mà cái sinh hoạt hàng ngày mà bước ra sao tắm rửa đây rồi thay đồ đâu ta? Thì bỏ vậy đỡ tắm giấc tối, không có tắm ở ngày đâu. Cái gì? Tắm giấc tối không mà, bà ngày có tắm được, tắm thì sao mà thay. Rồi hai mẹ con người tắm giấc tối luôn. Đỡ tối mới tắm. Không có, có... Chị làm em bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy. Rồi rồi ở đây là tiếng dân cư mà không có giờ đồ che dần gì hết luôn hả? Bà vậy. Trời ơi. Rồi thấy thật ra thì em thì thấy nhiều cái căn nhà mục nát lắm, nhưng mà đây là nhà của chị mục nát thật sự luôn á. Những cái mầm cây đà mà phải để như thế này nè. Rồi điện nè, trời ơi. Thì bà là chị tắm ngoài kia vô đây thay đồ khu vực này. Trời ơi. Nè nhìn cái bữa nhà đó tóc hết trời mấy miếng thiết này mượn người ta làm lợi đó. Nhà tóc của chị luôn á. Nhà của chị mà khách sạn 2-3 sao đâu có lại. Ừ đúng. Nhà của chị là thấy lên cỡ ngàn sao á. Dạ, nói cho chị vui vậy thôi, nhưng mà thật ra thì khi mà cảm giác mà ở trong cái ngôi nhà này, lo sợ cái phần mà lo sợ cái phần mà cây nó mục á. Nhà chị có ba chị em ruột. Ba chị em mà đi làm ở xa chứ cũng khổ cơ nghe. Dạ. Thấy tuổi không chị? Hỏi thiệt á. Ừ. Ngay cả cái bàn thờ mà cái nơi mà gọi là thờ những người quá cố đi mà nơi trang trọng nhất thì gặp mấy chú này ngày nay luôn nè. Nơi trang trọng nhất thì chị lại dùng những cái này nè, đựng những cái bát hương nè. Bên đây thì thờ hình của Đạo Hòa Hảo á, cô bác của anh chị. Ôi đây là cái tủ sách của con đấy hả? Ôi ơi, để dưới ghế này đây. Rồi con học hành sao? Gán chị lên đây ngồi đi chị. Đây nè, ngồi cỡ bé để em thu mít vô. Chị học hành sao? Ngồi thẳng lên con. Rồi học hành sao? Học được. Nhưng mà tối thì con học hành sao? Ngồi trên đó học hả? Ngồi học ở đâu đâu? Nằm dưới gián học hay gì? Rồi đèn điện như thế này rồi có đủ sáng không? Có. Có hả? Trời. Con đi học mà chú hỏi thiệt con ha. Con đi học thì gặp các bạn có nhà cửa đó. Thì nhà mình thì nghèo mà lại mục nát hết à. Thì mưa lại ngủ không có được nữa. Thì con đi học con có thấy mặc cảm không? Dạ. Mấy bạn có thường chọc mình không? Dạ không. Không à. Có khi nào con mời mấy bạn về nhà mình chơi không? Chưa. Chưa. Sao không mời? Tại bạn ở nhà xa. Xa lắm hả? Con đi học đây đó xa không? Dạ ngoài Tân Bình á. Ngoài trường học á. À con đi bộ hay đi xe đạp? Đi xe đạp. Con tự đi mình lên à? Rồi sợ không? Gái đi học xa vậy sợ không? Người ta thì tiểu học thì người ta có ba mẹ đưa rước. Còn mình thì lại tự đạp xe đạp đi một mình. Thì mình buồn không? Không luôn hả? Một mình chị vừa là vợ mà vừa là chồng luôn hả? Chị đôi khi thấy tuổi không chị? Tuổi chứ. Nhưng mỗi một ngày như vậy gia đình mình khỏe mạnh hết thì không nói gì. Bởi vậy. Rồi những lúc mà bệnh hoạn rồi sao? Thì bởi vậy. Không có biết sao đâu. Mỗi ngày là chị làm thu nhập là 150 hả? 150, chắc có thể 150, 160. Hôm nay chị có đi làm không? Không. Rồi mỗi một ngày gia đình mình chi tiêu là bao nhiêu tiền hả? Ngày từ 50. 50 ngàn, dư lại 100 ngàn. 500 ngàn còn tiền điện, tiền gạo nó hết tiền rồi. Tiền điện, tiền gạo nó chưa tính.
Ăn thôi là 50 ha. Ừ, tiền nó đi học này kia ngày 2 buổi đó. Dạ. Em nói thiệt với chị là những cái đường dây điện, cô bác bên chị những cái đường dây điện này nè. Đó, mưa gió xuống nó ghê lắm. Ớn lắm, thật ra thì rất là. Em thì trời không mưa gió yên ổn như thế này em mới dám đứng ở trong này á. Chứ mà mưa gió chứ không mưa biết sao. Ướt hết trơn. Ướt hết luôn hả chị? Dạ. Anh là hàng sớm hả? Sớm, nhưng mà chị này sớm là đi chơi. Rồi cái việc mà nấu nướng là mình nấu ở đây á hả? Nấu ở đây chứ chỗ đó ngoài đâu có chỗ nấu. Hôm nay mình ăn cơm gì ta? Có gì đâu ăn, có mấy cái gô nấu canh đó. Con tin dở hộp ra coi. Cho em mà dở ra nha. Ô cơm. Rồi nồi cơm điện thì bắt ở đây luôn. Ừ. Ở đây là cái không gian bếp của mình đó hả? Rồi rửa thì rửa ngoài sao? Rửa ngoài sao? Hai mẹ con chỉ có nấu buổi sáng ăn buổi chiều luôn nè. Ăn buổi sáng buổi chiều luôn. À. Có hai mẹ con à nấu luôn. Trời ơi. Nói chung là chị chỉ có nhà một nát thôi nhưng mà ở sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn. Ừ. Thật ra thì cô bác của anh chị, cái chị này á thì trước đây á là gần nhà mình. Rồi sau này đây, đi cưng à. Vì đi xa nhiều quá nên thành nữ là không có biết luôn. Không có biết quen luôn, gặp thấy mặt quen quen vậy thôi à. Chị nói mày không biết đâu à, đặt ra thì em không ganh. Ừ. Dạ. Nếu như mà có ước muốn thì chị có ước muốn gì không? Muốn gì, muốn nhà lành lặn lại cho mấy đứa nó ở, nó ăn học vậy thôi chứ chị không ước gì. Gì hả? Ừ. Chứ để gì trời mưa trời gió bằng đêm là ngủ không được. Đêm nào không vậy trơn hả chị? Mưa bằng ngày được chứ bằng đêm ngủ không được. Rồi sao? Những lúc như vậy thì sao? Thì bởi chị bằng đêm đâu có ngủ được đâu, bởi sợ, thà mua bằng ngày chứ bằng đêm sợ lắm. Em lại tưởng tượng cái cảnh á, là khi cái căn nhà của người ta đó thì đôi khi mưa dột thì người ta có người đàn ông. Đúng rồi, còn này người ta có người chồng, người ta che chở. Mà những lúc mưa mà 11, 12 giờ mà lúc tối á thì cái cảnh nó phải nói là cực kỳ buồn hả chị ha. Chị có dự định là mình sẽ đi thêm bước nữa không? Không, ở vậy với hai mẹ con nuôi con cho lớn ăn học chứ không có. Để mà có người che chở cho mình phụ tiếp. Không chịu hả? Con có chịu mẹ, con có chồng không? Không hả con gái? Ôi ơi. Thật ra thì đi vô gặp cái căn nhà thì nói chung là em cũng gặp rất là nhiều hoàn cảnh, nhưng mà hôm nay thì gặp nhà mình cái nơi mà nó an toàn nhất, đó chính là cái giường này. Cái giường này là nơi mà sinh hoạt của hai mẹ con hàng ngày phải ăn ngủ trên đây nè. Bé con Ngân hả? Ngân, bé Ngân lại cái nơi này là chính là cái bàn học của em luôn. Đó, rồi mỗi lần mà em nghe chị kể cái câu chuyện mà mỗi lần ở đằng sau mà tắm mà đợi trời tối xuống á mới tắm, hai mẹ con mới thay phiên nhau tắm để mà canh hả? Đúng không? À, anh gái. Ôi ơi. Gái học lớp 5 rồi đó mà chạy xe đạp ra 3-4 cây số ngoài kia cơ. Người con chị, con trai có thường về không? Có, nó ở đây không, chị đi làm nó ở nhà không à. Lúc trước là chị đi làm thì đi làm hai nó hai ở nhà có mình nó à. Nó này đi làm con mình nó ở nhà. Hai anh em tự không, có mình nó đi đâu thì dắt nhỏ này theo. Nhưng mà đi chỗ khác mình nhập học chỗ khác, về đây mới xin về. Vậy là về đây được mấy năm rồi? Về đây mới có hồi Tết tới giờ. Là về đây mới học đây thôi. Mới học đây. Hồi xưa lớp 1, lớp 2 học ở chỗ khác rồi, cái chuyển về học tới lớp 3, cái chuyển đi giờ chuyển gì nữa. Học về đây mấy lần rồi. Giờ khó làm ăn quá, chuyển gì lại ở nhà học. Rồi chị luôn. Có tính đi nữa không hay là cho không, bé học hành? Không, chị chỉ nhà. Không đi nữa. Không đi nữa hả? Là để cho Ngân học không? Để cho nó học chứ không đi nữa. Là được nhiêu ăn nhiêu à? Ừ. Nhưng mà em nể chị thật đó. Tại vì khi mà cái hoàn cảnh mà khó khăn nhất như thế này thì chị vẫn cho bé Ngân đi học đến nơi đến chốn á. Chị nghĩ về tương lai của con mình. Đúng rồi, chị nghèo khổ giờ chị không cho nó học chứ chị không cho nó nghỉ, đi đâu cũng lôi nó theo học chứ. Đi chỗ khác chị cũng chuyển trường chỗ khác cho nó học, về đây chị chuyển về chứ không có cho nó nghỉ. Đã chị khổ chị đâu có để cho nó khổ đâu, thà nó học nữa nó biết chữ cũng được, chữ nuôi nó chứ chị đâu có còn gì đâu giúp nuôi nó được đâu. Thành ra chị đi đâu chị cũng cho nó học chứ. Cái này em hỏi chị trả lời được thôi. Đôi khi thì mưa gió như vậy đó thì
ôm con mà đợi kiếm cái chỗ khô gáo trong ngôi nhà này. Đúng rồi, chứ lúc mà trời mưa rồi là ngủ không được, là ngồi dậy kêu nó ngồi dậy nào hết mưa hả, không ngủ nữa. Ừ. Thì lúc mà ôm con đợi trong cái ngôi nhà này thì chị có nghĩ rằng mình đang cô độc không? Có chứ. Lúc đó buồn dữ không chị? Buồn. Trời mưa rồi cái đầu là sợ lắm. Có lúc mà mua còn điện đỡ mà cúp điện cái là thấy ghê. Vậy hả? Lúc mà hiu quạnh nhất thì chị sẽ nghĩ đến cái điều gì? Thì chị buồn với tuổi này kia thôi chứ có gì đâu. Vậy hả? Còn lúc mà mưa, mưa thì con sao con gái? Con sợ không? Không sợ. Ôi sao em lấy Ngân nó vẻ là nhút nhát hả chị ha? Nó còn nhỏ, nó chưa có biết cái điều gì thành ra nó không sợ. Nó còn nhỏ, nó kiểu chưa biết á. Nó không sợ. Nhớ có thường nhắc ba không? Không. Nó cũng thường hay nhắc là la nó nghĩ nhắc à. Chị cũng ấy ha, chị cũng buồn anh ha. Ừ. Trời ơi. Nói chung là đi gặp rất là nhiều hoàn cảnh, nhưng mà những cái hoàn cảnh mà gặp như mà một mình chị mà mẹ đơn thân như thế này để mà nuôi hai người con mà để cho các bé ăn học là một điều hiếm hoi. Ừ. Và đặc biệt là chị vừa là vợ mà vừa là chồng luôn. Ừ. Mà lại suy nghĩ đến cái tương lai của bé như thế này á thì rất là hiếm gặp chứ không phải là dễ đâu. Đôi khi người ta lại buông bỏ luôn, có những người ta lại buông bỏ mặc kệ cho số phận. Thì thôi hôm nay thì chắc có lẽ là Bùi Hồ quay cái clip này đến đây để mà mong cô bác quý anh chị chung tay để mà giúp đỡ hỗ trợ cho chị tên gì quên rồi ta? Tên Loan. Chị Loan có một cái nơi ở ổn định chứ thấy nguy hiểm quá à. Thật ra là thấy rất là đau lòng luôn á. Quá trời dột luôn à. Hôm nay thì em đến đây thì em thay mặt cho gia đình cô An ở Mỹ gửi cho gia đình mình 1 triệu để mà xoay sở qua ngày. Còn khi nào có sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân thì em sẽ thông báo với gia đình của mình. Em gửi cho chị. Này cô An Việt Kiều Mỹ nha chị. Cảm ơn nha. Dạ. Thì mong là chị luôn giữ cái nhiệt huyết là cho bé Ngân đi học để mà có một cái tương lai thay đổi hơn. Trời ơi, tại chị hồi đó mà cha nó bỏ đi lúc nó mới có 2 tuổi á. Mà chị ẵm nó, chị nuôi nó tới bây giờ lớn ha, chị cho nó học ha. Ở xứ người ta phải không? Xong rồi chị chuyển về hồi năm nó lớp 2 chuyển về, tới lớp 4 chị chuyển nó đi nữa. Chuyển đi nữa lớp 5, năm nay lớp 5 mới chuyển nó về đây ở từ Tết tới giờ đó. Chị đi nhiều chỗ lắm, chỗ nào cũng cho nó học chân, không cho nó nghỉ. Tại chị biết chị đã khổ rồi, đâu có cho nó khổ như chị nữa đâu. Thành ra đứa nào cũng biết chữ, thằng kia nó cũng biết chữ nữa. Nó học tới lớp 6, lớp 7 nó cũng làm được, có tiền rồi. Nhưng mà em phục chị là cái ý chí của chị á. Đối với những người phụ nữ mà khi em hỏi nãy giờ những cái câu hỏi mà như vậy thì người ta sẽ khóc. Người ta sẽ gơi lại. Khổ chứ chị cho con đi học chân chứ không có cho nó nghỉ. Nhưng mà em thấy chị mạnh mẽ á, rất là mạnh mẽ luôn. Thôi chú chào Ngân về nha. Dạ. Bye bye. Chào hai chú với con. Thôi hôm nay thì quay clip của chị Loan, mong cô bác của anh chị sẽ hiểu thêm về cái hoàn cảnh của chị. Để mà có thể chung tay giúp đỡ cho chị có một cái mái nhà nhỏ để mà tránh mưa tránh nắng những lúc như thế này nè. Rồi thật ra thì mày tên Hồ hoa sáng? Dạ, Hồ, em tên Hồ. Phải nói ghê lắm. Tao quên, thằng sáng dạ. Thằng Út phải không? Dạ. Phải nói phần này ghê. Ghê. Nè. Cái này thì quá sắc trời mục luôn. Rồi ơi. Thôi em chào gia đình mình nha. Ừ. Rồi chào cô bác quý anh chị. Cảm ơn cô bác quý anh chị.